you <laughs> Bây giờ mình sẽ nói về Pixel Expert Writer Thì như mình đã nói khi nãy là Pixel Expert Reto chính là tỷ lệ pixel trong video của bạn Thì chúng ta sẽ import vào project này một tấm hình Để mà chúng ta test cái Pixel Expert Writer đó à, Các bạn chọn cái Composition Các bạn vào trong File Chọn Import và chọn File Hoặc là phím tắt và chọn Y à, Tôi chưa có hướng dẫn các bạn về Cách import các loại file sao cho đúng Đối với tình hình hiện tại thì Chúng ta sẽ sử dụng cách import vừa rồi để mà import vào một tấm hình sample pixel aspirator nằm trong đây một và resort à, chúng ta sẽ bấm import sau đó khi mà mình đã import cái hình này vào rồi á các bạn sẽ kéo hình này thả xuống phía dưới của cái com mà chúng ta vừa mới tạo ra thì chúng ta được à, hình ảnh như vừa rồi ở đây các bạn thấy background màu xanh này à, đó chính là background ảo mà chúng ta đã tạo ra khi mà tạo cái com các bạn có thể click vào đây để các bạn thấy là thực sự nó đang là trong suốt để mà hiểu được uh, aspect nó khác nhau như thế nào giữa các chuẩn các bạn sẽ chọn lại com và vào trong composition composition setting và và xem cái sự thay đổi của uh, pixel aspect hiện tại chúng ta đang thấy là đang là square pixel thì bạn thấy cái hình của mình nó tròn nếu như tôi chọn là d1 ntsc thì bạn thấy cái hình của mình bị dài ra cái hình của mình bị dài ra do hiện tại là cái tỷ lệ của nó chiều ngang là một và chiều cao chỉ 0.9 thôi thành ra bạn thấy là tỷ lệ chiều cao nó vẫn giữ mà chiều ngang nó dài ra nếu như mình chọn là NTC Quy Ring với tỷ lệ là 1.21 thì bạn thấy là cái chiều ngang nó bị bóp dẹp lại thì cái tỷ lệ 1.21 này chính là cái tỷ lệ chiều cao so với tỷ lệ chiều ngang 1.21 chính là chiều cao và chiều ngang vẫn giữ là một thành ra là bạn thấy nó cao hơn nó bị bóp dẹp lại cũng giống như vậy những cái tỷ lệ phía dưới này à, bạn chọn bạn sẽ thấy là nó có cái sự thay đổi về à, hình dạng của cái hình tròn thì tại sao lại như vậy đây là cái cách mà các nhà sản xuất video các nhà sản xuất máy quay đã tạo ra cái chuẩn này để mà ăn gian về cái phần dung lượng thì như các bạn thấy là nếu như các bạn có một hình tròn mà các bạn sử dụng những cái chuẩn à, aspect ratio khác khi đó các bạn có không phải là hình tròn nữa mà là một hình bầu dục đứng hoặc là một hình uh, ellipse ngang và logo của bạn sẽ bị bếp dẹt không còn giữ cái đúng kích thước cái chuẩn logo ban đầu nữa như vậy là rất là không tốt cho cái việc xử lý hình ảnh của mình vì vậy các bạn nên chọn pixel aspect là square pixel để mà các bạn sử dụng cho video của mình.